nước 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 tương chích chích hả chích 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 á chích 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 á chích 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 á chích 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 ch
Mày phải trả chứ. Mày bán bánh mì thịt nửa chai nước tương sao tao ăn? Thì mày kêu chật. Thì tao kêu mày xịt. Thì tao ít thôi. Hết luôn mẹ. Mày cho chó ăn đi. Đứng lại. Bây giờ mà mày có mà mua bánh mì không? Tao mà mua. Nhưng tao không trả tiền. Mày nói lại một tiếng. Tao không trả. Không trả. Đúng. Mày thấy ghê gớm không? Mày ghê gớm. Tao gớm ghê. Ê, mày gớm ghê làm cái gì? Tao chọi mày bể đầu mày. Không, đàn ông không có đánh cái kiểu đó. Ngon, bước ra. Bước ra đây. Bước ra. Tao mày solo ông nội. Chưa nói xong nhảy vô miệng không à? Từ từ thì nói cho rõ ràng chứ. Có ai biết không? Bước ra. Bước ra. Tao nói trước nha. Từ sao? Trước khi quánh lộn, tao nói cho mày biết là tao window. Tao mũi họng. Cho nên là quánh yếu lắm. Cho sao? Quánh cái vỏ nào mà nó nhẹ nhàng thôi. Vậy là mày tôi thua tao. Mày sao? Tao chuyên ca karate. Karaoke. Là sao nội? Mình không đánh nhau mà thi hát karaoke. Hát karaoke. Tao hát trước nha. Trời hát đi. Hôm qua em đi chùa Hương, qua cầu còn mộng hơi xương. Mày này mày nói cái từ xương đi. Ồ. Cái miếng cũ mà còn xài à. Miếng thời thời văn dĩa còn xài à. Bị quá. Bị hả? Nãy giờ chảy mồ hôi là hiểu rồi. Bây giờ là đánh luôn á. Tao đánh luôn mày hả? Tao sợ. Ai vậy? Live show. Trời ơi trời. Live show. Chuyện gì? Còn nữa chủ nhà. Con bán bánh mì. Nó nói mua bánh mì sao nó không trả tiền. Sao? Con mua bánh mì, nó nói ra xịt nửa chai nước tương sao ăn. Chứ kể nó nói con nhái con nữa. Nên mày nhái tao. Cái con cà lắm mày nhái tao. Thôi. Mày. Dạ. Tại sao nhái nó. Hả? Ai nhái ai? Cái chú đã đang nhái tôi nè. Chính xác. Tao lại. Tao là cà Lâm Thiệt. Nhưng mà cái chú nhái thêm một tiếng nữa là chết với con á. Mày dám đánh bảo vệ luôn. Hả? Bảo vệ hả? Ở cái công viên này ai không biết ta là bảo vệ Thủy Tiên. Thủy Tiên là tên chú hả? Tên Tiên. Vậy thì hay quá. Bây giờ con không trả tiền cho nó nữa, con trả tiền cho chú. Chị? Chú quánh nó. Là sao? Tại vì con có tiền mà mua Tiên cũng được mà. Bây giờ con trả tiền chú quánh nó cho con. Chú quánh nó cho con. Không mà, chú quánh nó nữa đi. Chú quánh nó nữa đi. Ôi dạ, là sao quánh con? Lộn. Cái gì? Hả? Sao? Đủ chưa? Quánh nữa đi. Quánh nữa đi. Đủ rồi. Tiên đi nha. Tại sao lại đánh tôi? Tại vì có tiền, mua tiền cũng được mà.